Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Lời đầu tiên cho Viết Sơn Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trở lại với clip ngày hôm nay, tôi xin phối ghép cho quý vị và các bạn một bộ karaoke có giá chưa tới 10 triệu đồng, bao gồm một chiếc âm ly bãi của Hàn Quốc PA203A và một đôi loa bãi Nhật BK8802 là mã và một đôi mic không dây JBL. Tổng trị giá cho bộ karaoke này chưa tới 10 triệu đồng. Đây là dòng âm ly PA203A chạy 4 xòa sắt của Nhật. Dòng âm ly chạy 2 cầu điện 100 và 220. Đối với dòng âm ly 203A thì quý vị và các bạn mua không sợ về hàng nhái. Nó chỉ có hàng đẹp và hàng xấu, hàng nguyên zin hoặc là hàng sửa chữa. Còn đặc biệt cái model 203A này nó chạy xòa sắt thì nó không có hàng nhái, nên quý vị và các bạn hết sức yên tâm. Đây là chiếc âm ly PA203A, sản xuất năm 1992, máy móc còn nguyên zin, nó chạy xòa Toshiba, xin lỗi quý vị, nó chạy xòa sắt của Japan, chạy xòa sắt của Japan. Bên trên 2 chiếc và bên dưới 2 chiếc, dòng âm ly này cho ra công suất khá là khỏe, nó đánh căng tất cả các dòng bass 25 như loa BMB, loa BIK. Tôi sẽ quay kỹ máy móc cho quý vị và các bạn nhìn. Rất là đẹp. PA203A. Máy móc rất là khô ráo. Chiếc âm ly này bây giờ có giá 4 triệu đồng tại thời điểm bây giờ. Tôi sẽ quay ở phía từ đằng sau lại cho quý vị và các bạn nhìn các cái bo mic, bo echo của nó rất là đẹp. Hàng rất là khô ráo. Bao hàng nguyên zin cho quý vị và các bạn, còn cái này nó không có hàng nhái. Nó chỉ có hàng nguyên zin và hàng đẹp và hàng xấu. Hàng này nguyên zin chưa sửa chữa gì. Và tổng trị giá cho bộ karaoke này có giá chưa tới 10 triệu đồng. Và sau đây tôi sẽ test nhanh cho quý vị và các bạn cảm nhận về cái chất âm của dòng loa Nhật khi phối ghép với dòng âm ly của Hàn Quốc. Chất âm của nó cho ra khá là mềm mại, tiếng chép rất là nhuyễn và tiếng bass nó rất là sâu. Nó phù hợp cho những căn phòng 25 đến 30 mét vuông. Chúng ta hát nó không bị chói tai, không bị đau đầu và chúng ta hát được thời gian nó khá là lâu. Và tôi sẽ ráp nó lại, tôi sẽ test cho quý vị và các bạn nghe một đoạn karaoke. Và dòng loa này thì rất được nhiều khách hàng ưa chuộng. Đây, hàng đã đóng rất là nhiều. Gửi đi Hải Dương, loa BIK. Gửi đi Hải Dương, loa BIK. Và các cái dòng vang đếch này bên cửa hàng của tôi bán khá là nhiều. Và sau đây tôi sẽ test karaoke cho quý vị và các bạn cảm nhận về cái chất âm của nó. Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Quý vị và các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh mình và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video tiếp theo. Xa anh nghe câu dân ca, dân má thương sao mà ra diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào anh dân em không? Dù có lúc nào em dần anh không, để thương xuống cả ngày em dần. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, dần chẳng có mà thương dòng dài thế. Em nhớ ngày, em nhớ đêm,
Em xa anh nghe câu dân ca dần má thương sao mà xa diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào anh giận em không? Có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em dần, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, dần chẳng khó mà thương dòng dài thế. Em nhớ ngày, em nhớ đêm, dần má thương cháy lòng em đó. Thương mà dần giờ gì đã có, em chỉ tìm thấy ở mình thôi. Một năm hai chiều đôi trời đạp đất, bao vất vả mà thấy em lo hết, bao đổi thay và các bạn vừa nghe tôi tiếc một đoạn karaoke với bộ karaoke với cấu hình như sau: một chiếc âm ly bãi Hàn Quốc PA203A, hàng bãi của Hàn Quốc, dòng này chạy hai cầu điện 100 và 220. Đối với dòng âm ly bãi Jaguar 203A thì quý vị và các bạn khi mua hết sức là yên tâm, dòng này nó không có hàng nhái, nó chỉ có hàng đẹp và hàng xấu, và hàng sửa chữa và hàng nguyên zin. Và chiếc âm ly tôi vừa tiếc xong, chiếc âm ly này nguyên zin, hàng rất là đẹp, đối với dòng âm ly 203 sản xuất năm 1992. Và đôi loa bãi Nhật BIK 8802 la mã và đôi mic không dây JBL. Tổng bộ karaoke này có giá chưa đến 10 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe cái chất âm của nó, tiêu chuẩn của Nhật và tiêu chuẩn của Hàn Quốc rất là khắt khe. Khi chúng ta nghe karaoke, tiếng chép của nó rất là tí tách và đặc biệt tiếng bass của nó thả rất là sâu. Chúng ta nghe và hát trong một thời gian dài, nó không bị mệt mỏi cho đôi tai. Và đặc biệt là nó phù hợp với những căn phòng bé như 25 đến 30 mét vuông. Chúng ta hát karaoke không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và chúng ta hát một cách nó rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, nghe nó rất là du dưa. Đối với tiêu chuẩn của Nhật và tiêu chuẩn của Hàn Quốc thì quý vị và các bạn yên tâm về chất lượng và chất âm. Nó là hàng chính hãng của Nhật. Đôi loa BEK 8802 la mã này giá bây giờ rất là hợp lý cho quý vị và các bạn chơi, có giá 3.800.000 đồng bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn, và hàng rất là đẹp, chất âm rất là hay, giá tiền rất hợp lý. Chúng ta chỉ cần phối ghép với một chiếc âm ly 203A hoặc chiếc âm ly 2033 la mã, nếu cao cấp hơn thì chúng ta ghép với âm ly 203N. Nhưng nếu 203N thì đa số quý vị và các bạn thường ghép với dòng loa Bose để chơi ở mức độ đẳng cấp hơn. Thường thường dòng loa BIK này thì hay ghép với 203A, nó vừa túi tiền cho quý vị và các bạn. Tổng bộ karaoke rất là sang trọng và lịch lãm như thế này, chúng ta phục vụ trong căn phòng 25 đến 30 mét vuông, có giá chưa tới 10 triệu đồng, rất là đáng chơi trong tầm giá mùa Covid. Quý vị và các bạn
hãy ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo và nút like để ủng hộ kênh của Viết Sơn Audio và để đón nhận những video tiếp theo. Một lần nữa, Viết Sơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Viết Sơn Audio. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng, xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo trên màn hình 0978 527 877 để được tư vấn và đặt mua hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng tại cửa hàng thì quý vị và các bạn hãy đến địa chỉ ở phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Cửa hàng của tôi nằm ở mặt đường quốc lộ 3, cách bệnh viện C Thái Nguyên về hướng Hà Nội 500m, cách nhà máy Samsung Phổ Yên 5km, cách sân bay quốc tế Nội Bài dọc đường quốc lộ 3 30km về hướng Bắc. Một lần nữa, Viết Sơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Viết Sơn Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.